được viết bởi Ajahn Chah-Chah-Saro. Thì thú vị gì không? Khi mà chùa Quan Trọng Pháp Phong còn là một ngôi chùa mới khởi dựng ở trong 10 năm đầu, lúc đó Ngài không có nổi tiếng, đời sống của thầy trò thì rất là giản dị. Giản dị từ chỗ ăn, giản dị từ chỗ ở. Và nhiều người đệ tử xuất gia theo Ngài là những người tương đối thuộc về địa phương, học không có cao. Họ đến từ những cái làng xã ở chung quanh Wat Pa Phong. Và thường những người mà phát tâm tu khổ hạnh như vậy đó thì không phải là những vị có học đời hay học đạo cao lắm. Nhưng mà thời đó lại là một giai đoạn sản sinh ra được rất là nhiều bậc cao tăng về sau này. Và lúc đó thì chư tăng sống rất là an lạc, thật sự an lạc. Nhưng mà thưa quý vị, khi Wat Pa Phong phát triển từ thập niên 70 của thế kỷ 20, thì thưa quý vị, lúc bây giờ một số những người Tây Phương nghe tiếng Ngài Chân Cha và đến để tu học. Ở trong đó người Mỹ đầu tiên đến là Ajahn Sumedho, và kéo theo hàng loạt những người đến từ Anh, từ Úc, từ Đức, Pháp và nhiều nơi khác. Và Wat Pa Phong càng ngày càng nổi tiếng. Nổi tiếng đến nỗi mà có cả một tầng lớp những tăng sĩ người Tây Phương đến để tu học. Và thưa quý vị, dĩ nhiên là ngoài những người đệ tử trí thức, và đối với người Thái Lan thời bấy giờ đó là những nhà sư mà có bằng cấp tiến sĩ, cử nhân, cao học v.v. là có thể nói là những người rất là xuất sắc ở trong xã hội. Họ đến tu học Ngài Chân Cha, và một sớm một chiều thì ngôi chùa Wat Pa Phong trở nên nổi tiếng khắp cả nước Thái, cũng như chúng ta biết ngày hôm nay. Chẳng những vậy mà những người Phật tử khắp cả Thái Lan, đặc biệt là từ Bangkok, họ đổ xô về. Chúng tôi nhớ rằng khi mà chúng tôi sang chùa Ngài Chân Cha Wat Pa Phong ở năm 1990, thì thứ gì lúc bây giờ hầu như là những cái năm cuối đời của Ngài Chân Cha, ở trong chùa mà muốn cất một cái giảng đường, muốn cất một cái chánh điện, thậm chí người ta còn cất cả một viện bảo tàng để sẵn sàng khi Ngài Ajahn Chah mất thì có một cái chỗ để giữ những vật kỷ niệm của Ngài. Và những am thất lưu cốc, mặc dù ở trong cái tiêu chuẩn cất giản dị, nhưng mà phải nói rằng rất là khang trang. Rất là khang trang, không có điện, không có nước, nhưng mà rất là khang trang. Nhưng mà thỉnh thoảng thì chúng tôi được nghe các cái vị tôn túc ở trong đó có Lũng Phó Liêm và một số chư tăng mà đã từng đến với Ngài Chân Cha lâu đời, thì các vị đó cũng nói rằng trước kia khi mà ở trong cái giai đoạn khai sơn mà còn nghèo đó, thì cái người mà có trình độ thì không có nhiều. Ở trong chùa chư tăng mà tìm một vị và giỏi về viết lách để gửi những thư từ cho các chùa khác cũng đã ít rồi. Mà cuộc sống ở trong chùa thì thiếu thốn nhiều lắm, chứ không có dư dả như bây giờ. Bây giờ chư tăng vẫn đi khất thực, nhưng mà khi mà trở về hàng ngày với chân khất thực giao cho nhà bếp đó, thì ở trong nhà bếp luôn luôn có những vị thí chủ, những thí chủ rất là giàu có ở Bangkok, ở nhiều nơi khác đến để phát tâm cúng dường. Và chùa thì không có thiếu.
Nhưng mà vấn đề Ngài Chánh Cha Ngài thường nêu ra chứ, là hồi xưa khổ như vậy, thiếu thốn như vậy, Chư Tăng không có nhiều trình độ, nhưng mà lại khá hơn, lại khá hơn, bởi đời sống lại an lạc hơn. Bây giờ đóng tiện nghi hơn, trình độ học cao hơn, nhưng mà lại không an lạc. Câu chuyện đó là câu chuyện ở trong chùa, riêng ở trong chùa, mà câu chuyện ngay cả ở ngoài đời. Nhiều khi chúng ta sống ở những quốc gia nghèo, hồi xưa như mình sống ở Việt Nam, và mình nghĩ rằng ở bên Mỹ chắc là một thiên đàng về vật chất, đi làm tiền lương như vậy, người ta đi vào trong trường học dễ dàng như vậy, thì có lẽ người ta hạnh phúc. Nhưng mà khi chúng ta qua bên Mỹ rồi, thì mình thấy rằng đây là một xã hội mà con người sống về sự căng thẳng, về những cái phiền muộn, về những cái khổ đau, nó có thể là từ hơn cho tới bằng, chứ không thể nói rằng ít có khổ hơn những quốc gia khác. Nói điều này thì nó hơi khó chấp nhận. Nhưng mà đôi khi chúng ta về một vài nơi người ta rất là nghèo, nhưng mà đời sống lại ít có căng thẳng, ít có đau khổ hơn. Thì Ngài Chánh Cha đặt ra một câu hỏi rằng tại sao? Chúng ta không hỏi tại sao. Thì nếu chúng ta nghe được những pháp thoại khác Ngài Chánh Cha nói đó, thì đơn giản là vấn đề đau khổ nhiều hay đau khổ ít đó, nó không nằm ở chỗ là chúng ta học cao hay học thấp, hay là chúng ta có nhiều hay có ít, mà là cái sự tham cầu, cái sự ham muốn của chúng ta nhiều hay ít. Sự ham muốn càng nhiều thì khổ càng nhiều. Không có nơi nào mà ham muốn nhiều mà đau khổ ít hết. Con người càng muốn có cái này, muốn có cái kia, muốn có cái nọ, mình muốn càng nhiều thì khổ. Mà mình sống càng tri túc, càng an lạc, càng dễ sống thì thứ vì chúng ta càng ít đau khổ. Nó không phải là câu chuyện của đạo đức, của luân lý hay của triết học, mà đó là một câu chuyện thực tế, cụ thể. Càng muốn nhiều thì chúng ta càng đau khổ. Và do vậy Ngài Ajahn Chah muốn rằng chúng ta phải tự hỏi tại sao. Và rồi trong câu số 10, Ngài nói rằng đừng là Bồ Tát, đừng là A-la-hán, đừng là gì cả. Nếu bạn là Bồ Tát, bạn sẽ đau khổ. Nếu là A-la-hán, bạn cũng sẽ đau khổ. Nếu là gì đó, bạn cũng sẽ đau khổ. Khi ngồi chỉ là ngồi, khi đi chỉ là đi, thế thôi. Câu nói này thì thoạt nghe có vẻ hơi kỳ. Tại vì ai tu cũng muốn thành Phật, ai tu muốn thành cái này, thành cái kia, không thành Phật, thành Bồ Tát. Nhưng bây giờ thì bảo rằng đừng làm gì cả, thì mình sống không đau khổ thì nghe kỳ quá. Mình là Phật mới hết đau khổ, mình là A-la-hán mới hết đau khổ, chứ không làm gì cả làm sao là hết đau khổ. Nhưng mà ở đây Ngài muốn nói lên cái ảo giác của chúng ta. Ở ngoài đời thì có ảo giác ở ngoài đời, và trong đạo có ảo giác ở trong đạo. Có những người suốt các cuộc đời họ chỉ dự phóng ra một hình ảnh: tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi là trụ trì, tôi là người có bằng cấp, tôi là người có địa vị, tôi là người có tuổi tác, tôi là bậc trưởng thượng, tôi là người chủ nhà, tôi là cái gì đó. Thì cái chữ mà tôi là cái gì đó đó, không biết nó mang lại được mình hạnh phúc cái gì, hạnh phúc ở chỗ nào, nhưng mà nó làm cho mình khổ nhiều. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ lại, ở trong cuộc đời mà mình phải luôn luôn phấn đấu để giữ một cái địa vị, giữ một hình ảnh, giữ một chức vụ, thì mình khổ. Chứ có ai mà làm sống không khổ hết. Chúng ta đến với cuộc đời này, mình sống với cái hư danh. Người ta muốn chứng tỏ là cái gì đó. Mình chứng tỏ mình là một người đàn ông lịch lãm, mình muốn chứng tỏ mình là một người đàn bà đẹp, mình muốn chứng tỏ mình là một người được người ta thương mến, mình muốn chứng tỏ là một người thông thái, mình muốn chứng tỏ cái gì đó.
cái muốn chứng tỏ đó, những chừng đó nó gây cho mình nhiều hệ lụy rồi. Nếu là một nhà thơ, nhà thơ Triệu Tâm ảnh than rằng chúng ta từ đâu đến trái đất này chật lạc lõng như trùng hoang, không cách mưa bốc kiếm ăn niềm binh nổi nhục, thủ đắc một đời bong bóng vỡ ngàn mấy. Cái cuộc sống của chúng ta thường là mình khổ khi mà mình chạy theo một cái hư danh, một cái hình ảnh tôi là ai đó. Kể cả khi mình đi hành thiền, đôi khi người ta là tạo nên một cái không khí rằng đó là một người tu giỏi, một người có thể ngồi lâu, một người được xem là một hành giả tinh tấn, một hành giả chính pháp, vân vân và vân vân. Đó là ở trong trường thiền. Tất cả những điều đó nó có cái lực ma mị lắm. Nó khiến cho người ta muốn trở thành cái này, trở thành cái kia để làm gì? Chỉ để chứng tỏ thôi. Thầy cả trên cha ngày dặn rằng đừng làm gì cả thì không có đau khổ. Ở trong đời này mình muốn mình là cái gì đó thì mình khổ, nhưng mà chỉ muốn mình là cái gì đó đó, đến lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng thật ra nó không có gì hết. Thương và ghét, cả hai đều đau khổ bởi vì đều là do tham ái gây ra. Muốn là khổ, muốn mà không được cũng khổ. Ngay khi có được cái mà bạn muốn cũng đau khổ hơn nữa, bởi vì khi được chúng bạn phải lo sợ mất chúng. Làm sao có thể sống hạnh phúc khi tâm đầy lo sợ? Ở đây thưa quý vị, chúng ta thường sống trộn lẫn nhiều cái cảm xúc phức tạp. Và trong những cảm xúc phức tạp này, thường khi là mình ít có ý thức được. Nó thực sự là đau khổ, mà nghĩ nó là phúc thôi. Thương và ghét chẳng hạn. Ở trong cuộc đời này, chúng tôi thấy ở trong các ngôi chùa mà sống an lạc đó, là mọi người sống với một cái tâm bình thản. Lâu lâu có người Phật tử nào mà họ đi chùa mà họ sống với cái tâm thương người này ghét người kia, thấy người đó khổ. Mà chúng tôi gặp những người đó rất là nhiều. Có những người không bao giờ mà họ có cuộc sống bình thường được hết. Luôn luôn là phải có ghét người này thương người kia, không thương người này ghét kia, không thương người kia ghét người này. Họ không thể nào đi vào trong chùa tụng kinh nghe pháp và đi về. Nhưng phải trong lòng luôn luôn là phải có vấn đề, là phải có một ai đó để họ thương, phải có ai đó để họ ghét. Thì cái này là cái mà làm cho mình khổ. Mà ngày còn nói thêm là muốn là khổ, tự ý muốn là khổ. Bình thường mình an lạc về, tự nhiên mình muốn cái gì quá, mình muốn có được cái này, mình muốn không muốn cái kia thì mình khổ rồi. Mà ngay cả khi mà mình có được cái mà mình muốn cũng khổ nữa, mình sợ cái đó nó mất đi. Dạ, sợ mất đi. Và ngài đặt ra một câu hỏi rằng có ai sống hạnh phúc khi tâm đầy lo sợ? Khi mình sợ mất, mình sợ cái này sợ kia, mình không bao giờ hạnh phúc hết. Thầy nghĩ rằng mình sợ là mình sống an lạc thì không có được. Mình sợ là đau khổ chứ không phải hạnh phúc. Ở trong câu số 12, khi nóng giận bạn thấy tốt hay xấu? Nếu bạn thấy xấu thì tại sao không bứt bỏ đi mà lại khư khư giữ lấy làm gì? Bạn cho rằng mình thông minh và trí tuệ, về chỉ dạy chi mà giữ lấy những của nợ đó? Có lúc tâm sân hận thì có thể làm cho cả nhà gây rộn gỗ nhau, làm cho bạn khóc suốt đêm, sau đó bạn còn hậm hực. Nếu bạn thấy được sự đau khổ của sân hận thì hãy bứt bỏ nó đi. Nếu không chịu bứt bỏ nó đi sẽ gây đau khổ cho bạn dài dài, chẳng lúc nào ngừng nghỉ như kỹ. Thế gian này, thế gian đau khổ này là như vậy đó. Nếu bạn biết rõ nó, bạn sẽ giải quyết mọi khó khăn. Đây là một câu nói mà chúng ta phải đọc cho kỹ mình mới thấm thía. Khi mà mình nóng giận, thưa quý vị, mình tưởng tượng là sự nóng giận đó là một cái sự phát tiết nội lực. Mình tưởng tượng sự nóng giận đó chính là cái quai phong của mình.
Và mình nghĩ sự nóng giận đó là một cái gì đó mà nó làm cho mình thấy cuộc sống có ý nghĩa. Nhưng mà kỳ thật, nóng giận là nóng giận thôi, chẳng ý nghĩa gì hết. Khi mình nóng giận thì mình nói cũng nặng nề, mình làm cũng nặng nề, mình cảm thấy bất an. Và một khi mình cảm thấy cái nóng giận nó là xấu rồi, thì người nói rằng mình nên có thái độ dứt khoát bỏ đi. Mình bỏ nó đi. Nếu không bỏ nó đi thì nó sẽ làm cho mình đau khổ dài dài. Ở trong nhà có sự nóng giận thì cũng khổ, mà chính bản thân mình thì ngủ cũng không ngon, trằn trọc thôi đi. Sau đó thì hậm hực, đau khổ. Và nếu mình cảm thấy rằng sự đau khổ nó đi với cái sân hận đó, thì nên bỏ nó đi. Điều này chúng ta không chịu hiểu. Mỗi khi chúng ta sân hận thì dù khi chúng ta có nhiều cái lý lẽ để cho rằng mình có lý do chánh đáng để mình giận, ai ai giận cũng đó, mình có lý do gì đáng chánh đáng để mình giận hết. Nhưng mình giận để làm gì? Giận để làm khổ mình. Bởi vì một cái lợi ích của hành tứ niệm xứ đó là chúng ta có dịp để sống gần những cái trạng thái của tâm thức, mà sự sân hận là một trạng thái mà chúng ta thường đối diện. Lâu ngày thì mình hiểu rằng ngoài cái sự bực bội ra đó, thì chúng ta còn có một cái cách sống là mình cứ nuôi cái bực bội đó. Nuôi cái bực bội đó. Nuôi bực bội là gì? Là nhai đi nhai lại. Nuôi bực bội đó là mình giận chưa đủ, mình gọi điện thoại mình nói cho người khác, mà sau khi mình nói chuyện với người khác rồi cái giận nó tăng thêm. Và khi mình người khác mình nói cho họ giận đó, họ tăng thêm để làm gì? Để làm cho mình đau khổ. Thật ra khi mà mình lắng cho nghe cho kỹ sẽ thấy rằng cái cơn giận, sự sân hận đó, đó là một phần tạo nên sự đau khổ. Đau khổ rất nhiều lắm. Và do vậy nếu mình hiểu được điều đó thì mình bỏ nó đi. Và đó là điều mà mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà lại rất khó tiêu hóa. Và có thực tập, có thực thấy thì mình sẽ thấy nó dễ. Ở trong câu số 13, Ngài lại nói thêm rằng một phụ nữ muốn biết làm thế nào để đương đầu với sân hận. Tôi hỏi cô ta khi cơn giận nổi lên thì sân hận là sân hận của ai? Cô trả lời là chính là của cô. Nếu sân hận đúng là của cô, thì cô sẽ bảo sự sân hận này ra đi được không? Sân hận không chịu nghe lời của ta. Giả sử sân hận là như là của như giữ của riêng thì sẽ gặp nhiều đau khổ. Những sự sân hận như giữ của riêng gặp nhiều đau khổ. Nếu sân hận thực sự là của ta thì nó hẳn phải nghe lời ta. Và nếu nó không nghe lời ta thì nó chẳng phải là của ta. Tâm sân hận đã đánh lừa ta rồi đó. Đừng ngã cho nó. Dù tâm vui hay buồn cũng đừng ngã cho nó. Lúc nào nó cũng là thứ lừa dối thôi. Thường hay có một cái ảo giác về cái này là của ta, là ta. Nhưng cái tệ hại nhất là chúng ta chấp thủ là phiền não, là phiền não của ta. Sự sân hận là của ta. Và khi mình gọi là sân hận là của ta đó, thì mình không buông nó ra. Chỉ Ngài nhắc một điều mà Đức Phật dạy trong kinh đó. Nếu mà sắc thọ tưởng hành thức là của ta đó, thì mình có thể biểu nó như thế này hoặc đừng như thế kia. Nhưng mà nó không thể như thế này và không thể như thế kia. Nên chi? Không nên nói rằng nó là của ta. Thế đây là một vấn đề tâm lý, thưa quý vị. Vấn đề tâm lý, chúng ta thường có đi vào cái trạng thái gọi là chống chế. Ví dụ như mình ngồi ở trong một buổi họp mặt mà mình tức giận người khác vì người ta làm cái gì đó, và trong cơn tức giận đó mình đã nói những cái câu rất là sân si, rất là sân hận. Sau khi mình nói xong á, thì mình trở về, mình ghi động là cái thái độ bực tức đó là một thái độ chánh đáng. Chúng ta về, chúng ta cố gắng để nhồi nặng, cố gắng để làm thế này, để làm thế kia, làm thế nọ để nghĩ, để chứng minh rằng à, lúc đó mình sân hận là tốt, sân hận là đúng, sân hận là phải.
Và càng nghĩ cái thái thận khi nãy mà ở trong buổi họp đó là cái là của mình, thì mình càng muốn bênh bênh vực đó. Thành ra Đức Phật ngày ngày nhắc tôn giả Rahula đó là đối với những cái sắc thọ tưởng hành thức, ở đây chúng ta nói sân hận là hành quả đó, thì không nên chấp rằng đó là ta, là của ta, là cơn gã của ta. Cái khổ của chúng ta trong đời sống hiện đó là mình thường nghĩ rằng cái đó là của mình, cái thái độ đó của mình, và thái độ nó phải đúng. Nếu chúng ta ngồi nghĩ kỹ lại thì nó chỉ là phiền não thôi, chứ không có gì. Đơn thuần nó chỉ là phiền não. Và nếu phiền não nó đến được mà mình cho nó đi được thì thứ vị chúng ta nhẹ nhàng hơn, chúng ta ít có phiền muộn hơn. Thật sự mà nói đó, đa phần chúng ta có những cái giây phút không tự chủ được. Và khi có những giây phút tự không tự chủ được thì mình biểu lộ phiền não. Nhưng sự biểu lộ phiền não nó không có lâu. Nó chỉ 5, 5 giây, 10 giây, 30 giây thôi. Nhưng mà cái điểm mà khiến cho phiền não kéo dài là do cái sự bênh vực, sự chống chế của sự chống chế rằng lúc đó mình sân hận. Sân hận nó chính là ta, sân hận nó là của ta. Khi nó là ta, là của ta đó, thì mình cực lực bênh vực nó, mình tìm đủ mọi lý do vực nó hết. Và do mình bênh vực nó, mình kéo dài nó. Mình để ý rất kỹ đó, là phần lớn là cái ngã tính. Cái ngã tính là cái gì mà đã khiến cho chúng ta không có sớm kết thúc được câu chuyện. Chúng ta có hành tứ niệm xứ, lúc mình sân hành hận, hận mình biết là mình sân hận, thất niệm biết là thất niệm, dao động là biết là dao động, và mình trở về với hơi thở, không có phê phán, không có chống đối, không có tự trách, không có tô điểm, không có ca ngợi. Phiền não chứ là phiền não thôi, phiền não sân khởi biết là phiền não, và nhưng ở tại chỗ đó thì nó sẽ bớt đi những cái lộn xộn rắc rối. Ở trong câu số 14, sự vật vô thường mà cứ cho là bệnh thì chúng lấy đau khổ mà thôi. Cái khái niệm về thời gian đó, nó làm cho chúng ta khổ. Mình gặp một chuyện khó khăn gì đó mà mình nghĩ rằng mãi mãi nó là như vậy, chúng ta khổ, rất khổ thưa quý vị. Nhưng mà kỳ thật cái gì thì nó cũng có giai đoạn, cái gì nó cũng có sanh và diệt hết. Chúng tôi có một cái kinh nghiệm mà ở trong cuộc sống là cách đây 4 năm, chúng tôi có đối diện với một cái vấn đề xáo trộn ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và khi sự việc xảy ra đó, thì là do những cái động lực xa gần thế này thế khác mà nó tạo nên một cái cảnh huống rất là xáo trộn về mọi mặt hết. Nó dẫn đến trường hợp là chùa này chửi chùa kia, chư tăng này kiện tụng chư tăng kia, kéo nhau lên báo chí rồi chửi bới miệt thị với nhau, rồi đủ thứ chuyện hết. Và có một giai đoạn mà có một vài Phật tử nói chuyện với chúng tôi rồi, thì các vị nói rằng kiểu này chỉ có chết thôi. Đúng là chưa bao giờ thấy cái chuyện mà nó tồi tệ, nó tệ hại đến như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, bản thân của chúng tôi là một vị tăng sĩ, và chúng tôi cũng là người có làm việc ở trong giáo hội được. Chúng tôi có cái kinh nghiệm sống như vậy là ở trong những hoàn cảnh khó khăn, và nếu chúng ta có thể kham nhẫn và đừng đổ dầu vô trong lửa được,
định tiếp tục tạo ra cái hận thù, cái quan trái, thì rồi bộ việc nó sẽ đi qua. Và cái niềm tin đó rất là khó, niềm tin rất là khó, bởi vì khi mà chúng ta gặp một cái chuyện mà mình nghĩ là động trời, giống như trời sập mình nghĩ đỡ không nổi, nhưng rồi nó phải vậy. Sau 2 năm 3 năm, rồi tất cả những người mà họ đã từng hùng hổ, từng oán trái, từng thù hận, rồi hoặc giả là họ chết đi, hoặc là họ họ chia rẽ nhau, rồi họ phân hóa nhau, rồi họ chống nhau, rồi nó đủ hết chuyện hết, tự sanh tự diệt. Mà dĩ nhiên nó cũng có hệ lụy, chứ không phải không có hệ lụy. Nhưng mà điều quan trọng là nếu ở trong những cái nghịch cảnh đó, trong hoàn cảnh khó khăn đó, mà chúng ta tin nó là mãi mãi, nó là vĩnh viễn như vậy đó, thì chúng ta cam nhận được, thì lúc cam nhận được cái chuyện nó sẽ tiếp tục. Người ta sẽ chửi hoài, người ta mạ đi mình sẽ mạ lị hoài. Nhưng không phải, nếu chúng ta để ý lại cuộc sống nó là vô thường, nó là vô thường, nó luôn thay đổi thôi, không có gì được yên một chỗ. Mình nghĩ rằng mọi sự việc đó, nó sẽ như vậy mãi mãi đó, đó là cái nghĩ ngây thơ làm cho chúng ta rất là đau khổ. Nhưng một khi mình nhận ra rằng nó có những vấn đề tự sanh tự diệt, và nếu chúng ta không có nuôi dưỡng hận thù, không nuôi dưỡng ác tâm, mà mình vượt qua những giai đoạn đó, thì chúng ta sẽ còn có trái tim lành lặn. chúng tôi nói trái tim lành lặn ở đây không phải là mình không bị tổn hại, nó cũng bị tổn hại đó, nhưng mà mình còn được một trái tim hồn nhiên, mình còn của nó có được một nội tâm an lạc. Nhưng mà những người mà đã từng sống ở trong sự hận thù thì kết quả là gì? Thì cũng vậy thôi. Và do vậy, ở trong mỗi trường hợp, nếu mà mình nhìn thấy được sự vô thường thì nó sẽ đỡ đi rất là nhiều, nhất là ở trong hoàn cảnh sân hận. Bởi vì Ngài nói trong câu 14 đó là sự vật vô thường mà cứ cho là bền vững thì chỉ chút lấy đau khổ mà thôi. Nó như vậy. Ở trong câu số 15 là Phật lúc nào cũng có mặt để dạy dỗ chúng ta hãy tự mình tìm thấy, có hạnh phúc và có bất hạnh, có vui là có khổ, chúng luôn luôn có mặt. Hiểu bản chất của vui khổ là thấy do và thấy Phật. Phật Pháp không xa rời thế gian Pháp. Lời nói này rất là chí thiết. Tất cả chúng ta tu đều mong rằng mình đến gần với lời dạy của Đức Phật. Thậm chí khi mình thấy được Phật, Ngài cho ra người quan điểm rằng thấy Pháp tức là thấy Phật. Và nếu hiểu thấy Pháp thấy Phật thì Đức Phật lúc nào cũng hiện diện hết và cũng dạy dỗ mình. Mà chúng ta phải tự mình mở mắt thấy được rằng có hạnh phúc thì có bất hạnh, mà có vui thì có khổ. Hai cái đó nó có với nhau. Cũng như người ta nói rằng ở trong cái phúc có họa, trong họa có phúc vậy. Mình thấy vậy chứ mình không biết. Không biết là sao. Hiểu bản chất vui và khổ là thấy được giáo pháp. Câu nói này là một câu nói lớn, không có đơn giản để người ta học đâu. Hiểu bản chất của đau khổ, bản chất của vui khổ là thấy được giáo pháp. Và thấy giáo pháp tức là thấy Phật. Phật Pháp không xa rời thế gian Pháp. Cái khổ của chúng ta như vậy thưa quý vị là mình nhìn cái gì chỉ thấy một chiều thôi. Mình không thấy lúc có vui thì có khổ, khổ có vui. Những cái đó thường là đi chung với nhau. Và khi chúng ta thấy nó vui mình chỉ thấy hưởng. Ví dụ như có người nào đó họ nổi giận, họ chửi một người khác, thậm chí họ lên báo chí la riêu, họ công kích người khác, và lúc họ làm vậy họ hí hửng, họ trở về họ rất là vui vẻ, họ rất là hạnh phúc khi mà họ lên radio TV chửi người khác.
và họ cảm thấy hạnh phúc là họ đã làm được như vậy. Nhưng mà năm dài tháng rộng họ nhìn lại thì cái đó chẳng có gì hạnh phúc hết. Chứ tôi không thấy ai mà bằng cái tâm hận thù mà chửi mắng người khác rồi sau đó lại họ hạnh phúc, chứ tôi chưa thấy. Nhưng mà lúc đó thì có nhiều người họ tin như vậy, tin hoàn toàn là mình làm được như vậy thì mình hạnh phúc. Ở trong câu số 16, quan sát kỹ càng ta sẽ thấy hạnh phúc và khổ đau giống nhau, nóng và lạnh cũng vậy. Như vậy ta có thể chết thiêu vì lửa và chết cống vì lạnh, chẳng có gì hơn kém. Hạnh phúc và đau khổ cũng vậy, ai ai cũng muốn có hạnh phúc, chẳng có người nào muốn khổ đau. Niết bàn chẳng có ham muốn, niết bàn chỉ có an tịnh tịch lặng. Ở đây chúng ta nói vấn đề diện khoa học đó, thì thông thường khi mình nói nhiệt độ, nhiệt lượng á, nói về nhiệt độ á, thì ví dụ như chúng ta nói có độ nóng và độ lạnh, ở trong độ C á, thì trên 0 độ là nóng và dưới 0 độ là lạnh. 0 độ là cái độ đóng băng của nước đá. Ở trong độ F á, thì 32 độ là tương đương với 0 độ C, dưới 32 độ thì đông đá, trên 32 độ. Nhưng mà nếu chúng ta lấy con số 35, 36 độ F mà chúng ta bảo rằng đó là lạnh hay là nóng, thì thật ra nó chỉ là một khái niệm thôi. Như con người bình thường với chúng ta đó, mà lúc mà thời tiết 60 độ mình cảm thấy lạnh, 72 độ F mình thấy bình thường, thấy thoải mái. Lên 70, 67 mình thấy nó hơi nực chút. Đó là do cái quen của chúng ta. Thì ở trong nhiệt độ không có cái độ nào mà chúng ta gọi là độ nóng, không có độ nào độ lạnh. Nó tùy thuộc vào cái gì mà chúng ta nói thôi. Ví dụ như ở trong độ C thì họ lấy cái độ nước đông lại là 0 độ. Nhưng mà ở trong độ F thì độ đông lại là chỉ mới 32 độ thôi. Thì con số là con số. Hạnh phúc và đau khổ nó cũng tương tự. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng cái gọi là hạnh phúc hay là đau khổ ở trong cuộc sống thì nó cũng là đau khổ giống nhau. Gà trên cha người lấy ví dụ là cái nóng, nó nóng quá nó cũng giết chết chúng ta, mà lạnh quá cũng giết chết chúng ta. Con người quá hạnh phúc cũng là khổ, mà quá đau khổ cũng là khổ. Hay nói một cách văn hoa hơn là thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, nhìn lại cùng trong bể khổ thôi. Nói như vậy thì nghe rất là bi quan, nhưng mà trong ý nghĩa tận cùng của sự đau khổ đó, đó là vượt ra ngoài những cực đoan của cái mà chúng ta gọi là muốn như thế nào và không muốn như thế kia. Nếu chúng ta quá muốn cái này và chúng ta quá bất mãn với cái kia, thì khoan nói rằng mình có đạt được điều đó hay không, nhưng mà tự nó là tạo cho mình sự đau khổ. Bài học này là một bài học không đơn giản, thưa quý vị. Dạ, không đơn giản. Khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về tứ diệu đế, ngài dạy về con đường trung đạo đó, ở trong kinh mà chúng ta gọi kinh Chuyển Pháp Luân, thì ngài đã bắt đầu bằng cái sự tuyên bố cả hai cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng đều là thấp hèn hạ liệt, không có mang lại hạnh phúc mà chỉ mang lại khổ đau. Nói một cách khác là ở trong cuộc sống của chúng ta, mình chạy theo một cái gì đó mà mình nghĩ rằng đó là hạnh phúc và
luôn luôn mong mỏi được hạnh phúc, tha thiết được hạnh phúc, thì chúng ta sẽ khổ. Căn bản mà nói, trong thời kỳ đại dịch ấy, nếu thái độ của chúng ta luôn luôn là mong cho mình được bình an, mong cho những người thân của mình được bình an, và do vậy chúng ta rất sợ sự lây nhiễm, rất sợ bị bệnh, rất sợ những cái bất trắc sẽ đến cho mình, thì chỉ riêng cái mong mỏi được bình an và cái lo sợ bị lây nhiễm, tự đó là cái khổ, khổ rất lớn của đời sống. Chúng tôi đọc nhiều tài liệu đó, là bây giờ người ta lại có những cái chứng bệnh, như có người họ bị cái chứng bệnh gọi là phobia về khẩu trang. Phobia khẩu trang nghĩa là họ đeo khẩu trang vô tự nhiên họ thấy mình là bệnh. Họ đeo khẩu trang cảm thấy mình yếu ớt, và đeo khẩu trang cảm thấy rất là khó chịu. Và có người đó, một người khác chắc họ đeo khẩu trang thì thà là họ đánh người đó. Mới đây người ta quay lại một cái video ở trong cái tiệm Target, một cửa hàng bách hóa Mỹ đó. Một viên chức an ninh đến nhắc người khách là mang khẩu trang, bị người ta đánh, đánh tại chỗ. Đôi khi chúng ta thấy chuyện rất phi lý quá. Nếu mà là mình đó, thì người ta nhắc mình mang khẩu trang, cứ mang khẩu trang thế, chứ tại sao mình phải đánh? Đánh rồi mình bị bắt, rồi bỏ vào trong tù, chỉ đơn vô thường tại vì người ta cứ yêu cầu mang khẩu trang thôi. Nhưng mà các nhà nghiên cứu về xã hội, nghiên cứu về tâm lý đó, họ cảnh báo tất cả chúng ta, khi họ bị cách ly bởi vì họ bực bội, khi mà họ bị sự lây nhiễm, họ bực tại vì họ mất công ăn việc làm, họ bực bội vì sếp không làm được, và họ nghĩ rằng tất cả cái họa này do Trung Quốc, và Trung Quốc ở đây là mặt nào giống Trung Quốc họ tấn công. Nhưng mà thật sự người đó có thể là người Thái, người đó có thể là người Việt, có thể là Philippines, không phải ai cũng chịu trách nhiệm về COVID-19 hết, nhưng mà họ đâm họ ghét. Thì cái bài học mà chúng ta học được ở tại đây là con người đi đến chỗ cùng quẫn, đôi khi mình làm những chuyện mà mình không có ngờ được, nó hoàn toàn vượt ngoài cái mà chúng ta gọi là lý tính, lý trí. Nó nằm vượt ngoài những thứ mà chúng ta có thể nghĩ được là bình thường. Ở trên báo nhan nhản rất nhiều câu chuyện, thưa quý vị, khi con người bị cách ly lâu, đâm ra khủng hoảng. Sự khủng hoảng này tạo nên những cái nông nổi, tạo nên những cái hành động mà chúng ta không có ngờ. Và điều đó chúng ta phải coi chừng bản thân của mình. Vì do vậy, khi mà đề cập đến hạnh phúc và đau khổ, thì chúng ta nhớ rằng nó không phải là một câu chuyện kiếm luận, một câu chuyện của triết học, mà đó là một vấn đề của đời sống. Nó tương tự như chúng ta đang bàn nhau việc ăn uống nước, bằng nhau việc trị bệnh, thì đau khổ rất vậy. Đau khổ là cái gì rất là thật. Không phải là mình vào room đây mình nghe pháp rồi mình còn khỏe mạnh như vậy mình không đau khổ đâu. Thật ra tất cả chúng ta đều đau khổ hết. Một khi chúng ta sống vì đau khổ thì chúng ta nên tự hỏi một điều. Ngài Sanh Cha ngài khuyên chúng ta là thường xuyên tự hỏi và thường xuyên trả lời. Mình nói mình khổ vì không có tiền, nhưng tại sao khi mình có tiền mình vẫn khổ? Mình khổ vì không ai thương mình, tại sao mình có người thương mình cũng khổ?
mình khổ vì mình không chưa đến Mỹ mà ở Việt Nam, tại sao đến Mỹ mình vẫn còn khổ? Như vậy thì đôi khi cái khổ đó là cái gì nằm sâu ở trong lòng của chúng ta, nó là cái nhìn của chúng ta, và từ cái nhìn đó đó chúng ta đi đâu cũng mang theo hết. Người ta nói rằng chúng ta đi mang theo quê hương, thì chúng tôi không chắc rằng ai đi cũng mang theo quê hương hết, nhưng mà chúng ta đi mang theo phiền não, chúng ta đi mang theo đau khổ, đi đâu cũng mang theo phiền não, mang theo đau khổ hết. Và cái việc này là việc mà đôi lúc rất là khó, rất là khó để chúng ta có thể là tư duy được. Điều sau cùng để kết thúc cho bài hôm qua và hôm nay nói về sự đau khổ đó, thì thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc những câu nói cả ngày chăn trai về đau khổ, đa phần là ngày đề cập đến cái thái độ hay cái nhìn của chúng ta. Nói về khổ thì tất cả mọi người giống nhau hết. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Muốn không được là khổ, sợ khổ bất. Sợ bị khổ nào là khổ. Quý vị có thể chờ chúng tôi chút xíu. Nhưng mà với một người học Phật pháp á, và một người có tu tập á, thì sẽ nhận ra rằng cái khổ thật sự nó chỉ một phần, nhưng mà phần lớn cái còn lại là cái thái độ của chúng ta, cái nhìn của chúng ta về sự đau khổ. Và cái nhìn đó đó, nó đôi khi nó làm cái khổ của nó tăng trưởng dễ sợ, tăng trưởng ngoài mức chúng ta. Có nhiều người suốt cuộc đời, thưa quý vị, sống chỉ ôm sự hận thù, mà họ xem sự hận thù đó là cái gì đó, mà là một lý tưởng chân chánh, một lý tưởng cao đẹp, lúc lúc là phải. Và do vậy, trong hành trình tu tập, thứ nhất là mình thay đổi cái nhìn. Với cái vui và với cái khổ cũng vậy. Và chúng ta càng mong cầu, kể cả sự mong cầu cho con được bình an, mong cầu là mình luôn luôn được như vậy, thì sự mong cầu đó nó cũng khổ. Cách đây 2 tháng, 3 tháng trước khi đại dịch xảy ra, thưa quý vị, chúng tôi có nói chuyện với một Phật tử. Mà cô Phật tử này đó, cũng có một điều làm cho trong cả gia đình con cái đều phiền muộn với cô. Vì cô có cái ý muốn rằng khi cô chết rồi đó, thì không có tổ chức đám tang, đưa ngay vào trong lò hỏa táng, rồi từ lò hỏa táng lấy cốt đó, đem ra biển đổ đi. Và cô nói là cô không muốn làm phiền ai, không muốn nợ ai. Mà những đứa con nghe như vậy thì rất là tủi lòng. Mẹ mình mất đi, mình là một người cũng có sống, có đi lại trong cộng đồng. Mà khi mẹ mất đi rồi, mai mốt ta hỏi ở đâu rồi, mẹ mất rồi. Ủa sao mẹ mất, đám tang hồi nào không hay. Thì nói đám tang mẹ con không có cho làm hết, đem đổ biển. Thì mấy đứa con cũng cảm thấy cũng tủi thân. À, tủi thân. Thì thưa quý vị, chúng tôi là nhà sư ở chùa, do đó họ đem câu chuyện đó họ lên hỏi. Thì chúng tôi cũng có một lời để góp ý. Nhưng câu chuyện như vậy cũng khôi hài là một người họ nghĩ rằng mình chết đi, đi thiêu xong mà đem ra biển đổ là hết chuyện. Và họ cho rằng cái đó là giản dị nhất. Chúng tôi không chỉ trích điều đó, nhưng mà nếu một người mà thật sự gọi là giản dị nhất, không chấp thủ nhất, thì
mình chết đi rồi con cái muốn làm gì làm, chứ đâu cần phải chôn hay là hỏa táng hay là đem ra biển cả đâu. Còn khi mình đặt vấn đề thì đôi khi mình đặt vấn đề cái giản dị nhất thì nó cũng là cái rắc rối nhất. Cũng như có nhiều người họ nói rằng tôi là một người rất là dễ nuôi, cho tôi ăn cơm nước tương với rau muống này. Nhưng mà nhầm ngay lúc chủ nhà không có nước tương rau muống mà mình đòi cho được nước muống, cái đó nó không phải là giản dị mà cái đó là sự phiền phức. Tại vì sao lúc có nước tương rau muống không có? Thì thú vị, đó là vài điều muốn chia sẻ với quý Phật tử về câu nói ngài Tăng Cha. Những câu nói này về đau khổ và người nhấn mạnh rất nhiều về cái thái độ. Dạ, về cái thái độ. Chúng tôi xin dứt pháp thoại ở tại đây. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần tụng kinh. Và hôm nay thì thấy có Đại Đức Từ Tri, Đại Đức Sư Nguyên Thông của Trị Duyên, thì có lẽ nhờ Đại Đức Từ Tri tụng cho một phần tiếng Phạn, Sư Nguyên Thông tụng cho tiếng Phạn. Và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh Sư Cô Từ Tri tụng cho phần tiếng Việt. Và chúng tôi cũng sẽ trở lại với một ý nghĩa liên quan đến bài kinh Rattana Sutta. Tôi cung kính lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng, xin phép đọc bài kinh Rattana Sutta. Panitanato patha yatatha gata sarasabaramiyo daso babaramiyo daso baramatha baramiyo bhaincha maha paricha gete so chariya pachima phagwe gaffa wakam ting cha ting apinikamanang Bathana chariyang bhuti ban lan ke mara vichayang sapang yutang nyana patigwe thang na walo kuatara thamme disapte vime puatagune awa chitwa vesaliya disubha karantare sutiya marating baritang karondo ayasma Ananda thero viyakarunna chitam upathabe toa koti sata sahase suchakkawale Surevatajasanam patiganhanti yancha vesariyam pure roga manosadukfika samputanti vithang fayam Hippamantarathabe siparitantam phanamahe Yanitha putani samagatani pummani vajani vantalikhe sape vaputa sumana pagvanto athopisakad Tesunantu pasitang tasmahi putani sametha sape metang karotha manusiya pachajari vacharato Jaharanti ye paling tasma hine rakhata apmata yankin chigvitang ithakwa murang Vasakge suvayam ratanang panitang nano samang ati tathagate Nairam vipuathe ratanang panitang hete na sache na suvati hotu khayang viragang Amatang banitang yadachaga sakyamuni samahito natena thamme na samati kinchi dambithamme Natanang banitang ete na sache na suvati hotu yambutta sayatho Mariwana yisu ching samati manandari kenyamaho samati nate Na sammo na vichyati dambitham me ratanang banitang ete na sache Na suvati hotu ye pukkala satang basatha chatari etani yugani hontite Dakhine yasugata sasagvaka ete sudinnani mahapala Nidambi saṅkhe ratanaṁ panitaṁ ete na sache na suvati hotu ye sopayota
manasa dan he nanika mino go tamasa sanam hite bati bata amatang vigai halatha muthani puting punchamana idam bisanghe tanang banitang ete nasache nasuwati hotu yathing dakhilu bataving sito siya chato pikwate pi asambakam biyo tathupamang sapurisang guadamiyo Ariya sacha niya vecha pasati dambi sanghe ratanang panitang Ete na sacha na suvati hotu ye Ariya sacha ni vipha yanti dambi rapanye Na sudesita ni kincha pi Pite hontu pusapa mata na te pawang atamamani yanti dambi sanghe ratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu saha vasasana sambada yataya suthamma Chahita pavanti sakka yadi tivichiki chitanja sila patangva piyatan Tikinchi chatu habaye chave pamoto Chachapithana viapapo katum nidambi sanghe ratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu kincha bisokam mankaroti babakang Kaye na vacha yuda cheta sa vapapo sota sabate chada Yapapatadi sabada savota Idambi sanghe ratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu vanapagumbe Yathapusitakye gimhanamase pathamasmingimhe tatupamantham varang Adesayinipanagaming paramanghita yedambibbothe ratanang panitang Etena sachena suvati hotu varo varangyu varado varaharu Anuttaru thamma varang adesayidambibbothe ratanang panitang Etena sachena suvati hotu khinang buranang Navang nati sampavang virata chita yatike pavasming te khina bicha Avirun hi chanda nipanti thira yathayam varipo idam visanghe ratanang banitang Etena sachena suvati hotu yani taputa ni samagata Nipumma vaja niguan teke tathagatang deva manu sapuchitang Buthang namasama suvati hotu yani taputa ni samagata Nipumma ni vaja niguan talike tathagatang deva manu sapuchitang Buthang namasama suvati hotu yani taputa ni samagata Nipumma niwaja niwantalekhe Tathagatang dewa manu sapuchitang Sanghang namasama suvati hotu Ya, con đã đọc xong bài kinh Ratana Sutta. Dạ, kính cảm ơn cô Lăng và mẹ. Kính thỉnh Sư Nguyên Thông tiếp tục với phần Phạm ngữ. Kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con được Nguyễn Thông, con tuân lệnh Sư Phụ giác đẳng tụng bài kinh Ratana Sutta bằng tiếng Pali. Panithanato pathaya tathagata sadasa paramiyo dasa upapa ramiyo dasa paramattha paramiyo panchamaha parichage ti so chariya pakima pavega pavakang tin cha tin afini kamanang padana chariyang bodhipalan ke maravichayang Sabban yutanyana pativé thăng navalo kutara thamme ti sabbe pime buddha gune ava chi toa ve sa liya ti supakarang tare sutiya maratin paritang karanto ayasma anang dethero viyakarunya chittang upathape toa ko ti sata sahase chuchakavale sudevata Yasa nang patigang hang tiyan cha vesa liyang pure roga manus saduk visam thang tivitang payang
khiếp bà mâm ta ra thả bê chi bà rì tăng tăng phà na ma hê gia ni đà phụ ta ni sâm ma gà ta ni phụ ma ni vã gia ni vã an ta lý khê sáp đê và phụ ta su bà na phà văn tu a thô bì sa cát chê su năng tu phà sĩ tăng tasma hi phu ta ni sa me tha sa be me tang ka ro tha ma nu si ya pa cha di ni va cha ra to cha ha rang thi ye ba lin tasma hi nay rak kha ta a ba ma ta yang kiên chi vi tang i tha va hu rang va sak ye su va yang ra ta nang pa ni tang na no sa mang a ti ta tha ga te nay đàm bi bùa thê ra tơ năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu khá văn vi ra găng a ma tăng pa ni tăng gia đà cha ga sắc gia mu ni sa ma hi tô na tê na thẩm mê na sa ma thi kiên chi đàm bi thẩm mê ra tơ năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu văn bùa đà sê tô pa ri văn na di su chín sa ma thì ma nan ta ri căn nhà ma hữu sam ma thì na tê na sa mô na vi cha ti đàm bi thẩm mê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê pu ga la a tha sa tăng pa sa ta cha ta ri ê ta ni yu ga ni hôn chi tê na thi nay ya su ga ta sa sa ba ca ê tê su di na ni ma ham pa la ni đàm bi sang kê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê su ba dư ta ma na sa đàn hê na ni ca mi no go tu ma sa sa nam ni tê pa ti pa ta a ma tăng vi ghê hà la đa mu đa ni bù tiên phung cha ma na y đàm bi sam khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê thinh đa khi lô pa tha vinh si tô si gia chá tu phi a tê phi a sam ba cam pi yo ta thu ba mang sap bu ri sang ba da mi yo a ri cha sắc cha ni a ve cha pa sa ti đam bi sang khê ra ta năng ba di tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê a ri cha sắc cha ni vi pha va văn ti gam phi ra pan nhê na su đê si ta ni kiến cha bi tê hôn ti phu sa ba ma ta na tê pha văn a tha ma ma di văn ti y đàm bi sẵn khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su thẩm ma cha hi ta pha văn ti sắc ca ya đi thì biết chi kiến chi tăng cha si la ba tâm va bi ya đa thì kiến chi cha tu ha pa am dê hi cha vip ba mu tô cha cha thi na na ni áp phá bồ ca tâm y đầm bị sẵn khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sẵn chê na su va thi hô tự kiến cha bị số cầm măng ca rô ti pa pa căn ca dê na va cha dù ta chê ta xa va áp phá bồ sô ta sa pa ti cha đa và áp phá ba ta điếp ta pa đa sa vô ta y đầm bị sẵn khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va na pa gum bê giá tha phu si tạc ghê ghim ha na ma sê pa tha ma smin ghin hê ta thu pa măng thăm ma va răng a đê sa di nip ba na ga min ba ra măng hi ta dây đàm đi bua thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va rô va ra nhu va ra đô va ra ha rô a nu tha rô thăm ma va răng a đê sa di đàm đi bùa thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô từ khi năng pu ra năng na văn na thì sam pha văn vi ra ta chi yết ta ya ti kê pha va smin tê ki na bi cha a vi run hi chăng đa ni băng thì thi ra ya tha văn pa di bô đi đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sam ma gà ta ni phụ ma ni va gia ni va an ta lý khê ta tha tăng đê và ba nu sa bu chi tăng bu đa hăng na ma sa ma su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sam ma gà ta ni phụ ma ni va gia ni va an ta lý khê ta tha gà tăng đê và ma nu sa bu chi tăng đà hâm măng na ma sa ma su va thi hô tu gia ni đà phụ ta ni sam ma gà ta ni phụ ma ni va gia ni va an ta lý khê ta tha gà tăng đê và ma nu sa bu chi tăng sang khờ hăng na ma sa ma su va thi hô tu
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa đạo tràng, con vừa đọc xong bài kinh Ratana Sutta, kinh Châu Báo. Giờ con mời người kế, cô tu nữ Tọa Duyên, xin mời cô. Con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe, kính thưa mời cô tu nữ Tọa Duyên. Dạ, sa thú lành thầy. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ, bây giờ con xin đọc bài kinh Châu Báo. Tôn giả Nan Đa với từ tâm vô lượng trì tụng bao suốt trọn cả đêm dài ba vòng thành Quế Xa Ly, niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là 13 La Mật, 10 Thượng Ba La Mật, 10 Thắng Ba La Mật, 5 Pháp Đại Thi Xã, 3 Hạnh Nguyện Độ Sanh, trong kiếp chót gian trần xuất gia tầm giải thoát, khổ hạnh nghiệm đạo màu, chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng tri, chứng chính pháp siêu phàm, chư thiên khắp các cõi, 10 muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội, kinh châu bao uy lực, tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và bệnh tật, cùng phi nhân quay nhiễu, trong thành Quế Xa Ly thấy điều được tan biến, chung đệ tử nhất tâm trì tụng kinh Châu Báo, chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi hộ trì nhân loại, vốn đêm ngày hồi hương, phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời, chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời, không gì sánh bằng được, với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật, là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành hạnh phúc. Pháp bất tử tôi thường, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni, chứng pháp ấy trong thiền, không gì sanh bằng được, pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chinh chánh pháp, là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này, tự thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm, là tu tập thiền định, chứng hiện tại là tru, Đức Phật hằng ngợi khen, không gì so sánh được, do vậy chinh chánh pháp là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Thanh tâm vị bốn đôi, là những bậc ưng cung, đệ tử đăng thiền, hiện vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiểu dục, với ý chí kiên trì, theo chân chánh phụng hành, lời dạy đức điều ngự, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc tru quả tịch tịnh. Do vậy chinh tăng chung, là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này
tu thành muôn hạnh phúc. Vì như cột trụ đa keo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hương cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân diệu ngộ tư thanh đê, cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thanh tu đà hường chứng tri ly thanh đê, được đức Gotama theo thuyết giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiếp sử, thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ, thoát khỏi bốn đọa sư, bậc nhập lưu không tạo, sao bất thiện trọng nghiệp. Mà do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thanh tu đà hường dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thanh. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, với lợi ích chung hữu tình, ý như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính đức Phật là châu bao thù diệu, mong ai chấp trong sanh hữu đời sau. Bởi tham muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc tri chứng niết bàn. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn phúc. Chúng thiện nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loài đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loài đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ
tăng chúng bậc như đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này được tự thành muôn hạnh phúc. Dạ, con đã đọc bài kinh cho báo xong. Dạ, bây giờ con kính cũng thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại với đạo tràng. Sa thú, xin riêng để tự tri sư quyền thông và sư cô tự duyên. Sư cô tự duyên khoan hỷ cho nhắc điều này là sư cô tự duyên tụng kinh rất là hay, và đặc biệt là tụng kinh tiếng Phạn á. Nhưng mà trong tiếng Việt á thì có cái chữ sư cô tự duyên khoan hỷ sửa lại là chữ tu đà huần. Cái chữ huần đó sư cô đọc là tu đà hương á. Thật ra chữ huần đó đó nó là một cách viết khác của chữ hoàng. Hoàng là trở lại, giống như là bất hoàng hay là hoàng lai bổ nguyện chẳng hạn, chữ hoàng. Thật ra chữ đó chúng ta không đọc là hương mà chúng ta đọc là hoàng, huần, huần. Nếu chúng ta đọc chữ huẩn, chữ huẩn, huẩn đại hay chữ huần vậy đó. Giờ chúng ta đọc chữ huần. Giờ bên chư tôn đức và thưa phật tử, còn vài phút sau cùng chúng tôi xin được có một vài thông tin. Thưa quý vị, mặc dù chúng ta nghe rất là nhiều thông tin về vấn đề khẩu trang, và ở trong thời gian gần đây đó thì một số các quốc gia Âu Châu và cả Hoa Kỳ đã bắt đầu có cái thay đổi, là người ta ngày càng khuyến khích sử dụng khẩu trang nhiều hơn. Ví dụ như vừa rồi khi mà trong Tòa Bạch Ốc có hai nhân viên bị lây nhiễm, thì tất cả nhân viên tổ đốc đều được ra lệnh là vào làm việc là phải mang khẩu trang. Mặc dù Tổng thống Donald Trump và ông Mike Pence thì không có thích khẩu trang lắm, đi đâu cũng không có mang khẩu trang. Nhưng mà người thấy rằng việc sử dụng khẩu trang đã giúp ích rất là nhiều ở trong cái việc hạn chế lây nhiễm giữa cái người mà đã bị lây với những người chưa bị lây. Thưa quý vị, chỉ có vấn đề là cho đến nay đó, thì bởi vì chúng ta vẫn còn ở trong tình trạng thiếu khẩu trang, do vậy người ta tự may khẩu trang nhiều, và cũng như khẩu trang được nhập cảng mà không có đủ cái tiêu chuẩn giống như là N95. Chúng ta nhớ rằng hiện nay cái khẩu trang N95 là khẩu trang do hãng 3M sản xuất đó, thì vẫn chưa đủ để cung cấp cho giới y tế. Và hiện nay trong cái luật của chính phủ thì họ vẫn chưa có cho bán ra ở bên ngoài. Dạ, thật ra nếu quý vị còn có khẩu trang N95 là một điều rất là may mắn. Hiện nay thì ít lắm thưa quý vị, rất ít khẩu trang mà một người bình thường có thể mua được. Nước Mỹ rất là chậm trễ trong việc này. Chúng ta vừa nghe một buổi điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ, mà qua đó là những cơ quan về y tế của Hoa Kỳ đã báo động là bệnh dịch xảy ra thì thiếu khẩu trang mà hữu hiệu để phòng chống. Điều này có nghĩa là trong tương lai, nếu mà chúng ta hy vọng trong vài ba tháng nữa mà nước Mỹ có khả năng để mà sản xuất đủ khẩu trang N95 để phòng chống bệnh dịch, thì nếu chúng ta mua được thì chúng ta vẫn nên mua, bởi vì ở trong thời gian sắp tới, thưa quý vị, tình trạng thiếu khẩu trang vẫn là một tình trạng mà xảy ra ở khắp nơi trong thời bệnh dịch kéo dài có thể có 1-2 năm. Thật ra mua thêm khẩu trang cũng là chuyện tốt. Và thứ hai, nếu chúng ta không mua thêm khẩu trang thì những khẩu trang mà mình có được do mình tự may, hay là mình mua ở trên Amazon hay là mua trên eBay đó, thường là chúng ta nên nhớ rằng không có đủ tiêu chuẩn lắm, nếu mà nó không có được nhiều lắm. Đôi khi nó cần đến 3-4 lớp và phải đúng tiêu chuẩn, ra cũng nên để tâm về việc này, không nên coi thường. Và không nên coi thường, nghĩ rằng mình đã có khẩu trang thì chuyện đã tốt rồi. Trong thời gian gần đây thì người ta nói rằng nếu chúng ta để ý thì nhiều cái mặt hàng thực phẩm đã lên giá. Và nếu quý vị để ý thấy thì những thực phẩm mà chúng nhu cầu hàng ngày, những thức ăn cho buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều của chúng ta ở tại Hoa Kỳ đó, thì ta đã lên từ 3-5%, đó là thực phẩm. Thì cũng có thể nếu thời gian kéo dài đó,
với cái tình hình hiện nay thì thực phẩm nó cũng sẽ tăng giá, nó là một hệ quả đương nhiên. Riêng về việc mà đi lại di chuyển thì người ta nói rằng mặc dù cái giá xăng dầu nó có giảm và nó không đắt đỏ như trước kia, nhưng mà các hãng máy bay và các phi trường tốn rất nhiều tiền để cho cái sự cách ly xã hội, cách ly ở trên máy bay và tại các phi trường. Và dĩ nhiên là cái số hành khách thì cũng không được đông như trước kia. Nên chỉ rất là dễ dàng nhận thấy rằng các hãng máy bay đang rơi vào trong tình trạng khó khăn, từ thua lỗ đến thua lỗ. Nên việc đi lại trong tương lai cũng có thể là một cái trường hợp tốn kém nhiều hơn bây giờ. Dù thế nào đi nữa thì điều quan trọng nhất không phải là tiền bạc, mà là sức khỏe, là tránh được cái lây nhiễm. Và đằng sau quan trọng hơn nữa, đó là giữ được tinh thần cho tốt. Nên mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau để có một ý thức là để vượt qua thời dịch bệnh này, chúng ta rất cần giữ một tinh thần thật sự tốt. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính thưa Chư Tăng và quý Phật tử vào Room chia sẻ để lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thà Giang. Cội dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong cởi lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư tiên. Những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được. Quay Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, một với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Phạm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần Thích Ca Mâu Ni chính pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với trong ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc chú đức thằng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ưng cung, đệ tử đăng hiền thệ được khi giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng tu hành tiểu dục quy y duy kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa kheo trôn trần xuân đông, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê, cũng từ tài bất đồng trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê, được đứng Gotama
theo thiên nhãn tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bằng thanh tu đà quật dù hộ tâm Phật nổi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng. Lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chặt rồi. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân môn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban vô pháp vô thượng, diễn đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân môn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tâm đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc kim chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây, hãy di thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc.
Thank you.